cái tủ từ Biên Hòa sáng nó bị thối quá xong rồi chị Biên Hòa đi xuống học cái xe chứa xe sau nó ủi theo cái nhà sân nó bị rồi được cái đó xử lý liền. Ở Biên Hòa đâu? Ngay gần nhà thầy luôn. Ôi trời ơi, ở Phú Long à? Dạ. Ở Phú Long chứ nào? Chủ sông Lữ Lạc Hồng á. À, Quỳ Sanh á? Dạ. À, trời đất. Nhưng mà biết lên tới đây học? Thì bệnh mới lên này. Rồi, nghe ai nói là học? Dạ, coi trên mạng. À, mà không biết là tôi ở đó à? Dạ, không biết. Rồi bắt đầu đối diện nhà của bà mợ, nhà thầy đối diện nhà mợ. À, rồi được rồi, thôi bây giờ là để xử cho im phải không? Dạ. Rồi quay lên đây, quay lên chút xíu cho nó hết điện mới đau khổ phải không? Dạ. Nghe là phái rồi phải không? Chết gì được. Tê tài cái thầy. Tê tài, ngồi đây. Rồi. Khỏe chưa? Rồi, ngửa cái đầu lên, bả lỏng lên. Đó, đúng rồi đó. Rồi. Thích nhau. Đó, rồi, nằm xuống đây. Thanh niên khỏe mạnh. Chào chú. Thầy lái đi đi. Bây giờ hôm nay là chị và tôi đứng bên mà còn thầy. Bây giờ là có ai nhớ nữa. Bây giờ chị này hết tay nữa rồi. Thấy không? Rồi, đứng dậy. Hết rồi đó. Bây giờ duỗi tay vô kia cho hết tê hết được chưa? Rồi chứ sao? Rồi bây giờ cử động lên cổ đầu rồi hết chưa? Bây giờ hết còn khó chịu cái cổ chỗ nào? Nó lúc nào cũng đi là có đường đu ở trên vai này. Ngồi đây đi. Ngồi đây. Lúc nào cái vai phải. Đúng rồi. Quay quay cái này quay lên chút xíu. Đúng, chính xác. Đấy. Rồi. Quay qua lên tí xíu. Đúng rồi. Xong rồi. Rồi, bước xuống đi. Bây giờ cử động có hết chưa? Rồi, ngon lành. Nhẹ thầy. Rồi, nhẹ được chưa? Rồi, vậy khỏe rồi. Cảm ơn thầy. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.